Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị và các bạn một số dòng xe theo anh chị và các bạn yêu cầu của Honda này, của Yamaha này, dòng Taiga này và dòng xe số. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thư hỗ trợ giới thiệu cho chị và các bạn. Mời Thư ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã click vào video của em Thư nha. Còn như là gần Tết rồi, không còn thời gian là bao lâu nữa đâu mọi người ơi. Trong thời điểm này coi như là xả kho, xả cửa hàng cho mọi người mua một cái giá xe ưu đãi nhất để mình đón một cái dịp Tết lớn nhất trong năm ha. Và đặc biệt hơn nữa là những dòng xe sắp tới đây em Thư liệt kê này, có dòng giảm 5 triệu, 10 triệu một xe luôn. Nên là quý anh chị hãy chú ý xem video clip nha. Và đặc biệt hơn nữa, nếu như mình muốn mua xe mà có liên hệ trước với em Thư sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe nè, kèm theo đó là combo quà tặng ở tại cửa hàng của em Thư trị giá 2 triệu đồng nữa nha mọi người. Thì đầu clip đây cũng xin giới thiệu đến mọi người một dòng xe Vario. Dòng này thì nói về giá thì giảm 10 triệu một xe là có thể nha mọi người. Tại vì hiện tại 160 bản C chỉ còn 50 triệu thôi, đã bao gồm thuế VAT. Quá sốc luôn, một cái form xe này mà có giá 50 triệu. Về phân khối nè, vừa mạnh nè, về kích cỡ kiểu dáng nè, chở được số lượng đi gia đình rất là êm luôn. Dòng này em bảo đảm 10, đã là dòng xe nhập khẩu rồi. Về cái máy móc của nó rất là bền nha mọi người. Giá hiện tại không có đâu có đâu, chỉ có riêng tại cửa hàng của em Thư thôi. Giá và đã bao gồm VAT chỉ có 50 triệu đồng nha. Còn màu sơn, màu 3D bên em sẽ có chính sách là bảo hành 2 năm. Với những điều kiện như xe như thế này nè thì mọi người yên tâm nha. Thiết kế tem bên em free nha mọi người, là gọi là miễn phí đó. Về phần thiết kế tem thì bên em sẽ miễn phí phần này cho mình luôn. Nên là mình yêu thích dòng xe mà tem kiểu cỡ nào bên em cũng làm được nha mọi người. Thích là cứ đặt lịch cho em nha. Còn Tết rồi nên mọi người hãy tranh thủ ha. Còn về phanh A nha mọi người, phanh A thì hiện tại chỉ còn 59 triệu 500. Tính là đợt này bên em là gọi là xả luôn cái luôn. Đúng rồi, xả có gọi là xả để bán chi cho khách hàng thôi, để lấy lượng tương tác với khách thôi á mọi người. Tại vì mình thấy là Vario 160 mình có nhận được thông báo bảo là xả luôn, giá nào cũng bán cả. Dạ đúng rồi, giá nào cũng bán. Chỉ cần có nhu cầu tới mua Vario 160 là sẽ bán thôi. Đó. Nếu như khách hàng yêu thích cứ muốn mua mà cứ liên hệ trước, em bảo đảm với mọi người luôn, em sẽ bớt thêm cho mình thêm từ 2 đến 3 triệu một xe. Nếu như quý khách hàng đang có nhu cầu mua, thật sự mà nói luôn, cuối năm rồi giá nào bên em cũng hỗ trợ nha. Ok, rồi được rất là nhiều chị em yêu mến cũng như là thích cái dòng xe này. Dạ. Nên chị em hỏi khá nhiều về dòng này, đặc biệt là giai đoạn Tết này thì cái dòng này sẽ được bán rất là nhiều luôn. Dạ đúng rồi. Thì giá hiện tại của nó là bao nhiêu em? Dạ, hiện tại về xe SH Mode là giảm được 5 triệu so với tháng trước nha mọi người. Thì cái bản SH Mode này hiện tại bên nhà em chỉ còn 62 triệu 500 đối với bản CBS. Còn bản ABS là chỉ có 74 triệu ha. Đó, dạ. bản C có nhiều màu lắm. Rồi, đây là bản CBS nè mọi người. Về form dáng á, bản C với bản A không có khác gì nhau hết. Nó chỉ khác mỗi cái phanh ABS thôi. Còn về dòng xe nè, kích thước, kiểu dáng, khối lượng bằng nhau 100% hết nha. Còn riêng về màu sắc nó cũng sẽ có giống nhau luôn. Về phần này coi như là mọi người nhìn, nếu nhìn không biết tổng quan thì mọi người sẽ nghĩ là đây là phanh A. Tại vì phanh A nó cũng có cái bảng màu đỏ này. Nhưng thực chất để phân biệt khác thì kết hợp với đây là đỏ yên nâu. Còn vì khi nào mà đỏ yên đen mới là phanh A ha. Đó mọi người, màu sắc rất là nhiều. Mà hiện tại quý anh chị mình cận Tết nè, mà tiền á thì mình cần làm những công việc gấp hơn á, thì ok, em có thể hỗ trợ cho mọi người là 10 triệu nhận xe nha. Không có ở đâu có, khi mà chị cần trả trước 10 triệu sở hữu ngay một em SH như thế này chỉ có tại cửa hàng của em Thư thôi. Màu thì có rất là nhiều màu. Nhớ giúp em ha, chỉ cần 10 triệu cầm đúng một trang, một chứng minh nhân dân hoặc là một căn cước công dân, gọi ngay qua số điện thoại em Thư. Em Thư sẽ hỗ trợ tiền xăng xe 1 triệu, kèm theo đó là combo quà tặng 2 triệu. Những dòng xe như thế này em Thư sẽ giảm trực tiếp cho mọi người luôn. Mọi người hãy yên tâm ha. Hãy liên hệ ngay với em Thư. Rồi, xin giới thiệu với mọi người một phiên bản bạc vừa về hàng. Bản này là gọi là best seller luôn. Đó. Về một phần mặt nạ hôm nay mọi người trông lạ mắt hơn ngày thường một xíu. Đây là mặt nạ nhàn nhám nè mọi người. Đó, bản 2023 ha. Vừa ra mắt là bên em cập nhật hàng liền cho mọi người luôn. 74 triệu bao gồm thuế VAT đầy đủ ha. Bản ABS. Đây nó có bạc nhám, còn đây là màu xám xi măng. Về form dáng xe thì nó sẽ y chang nhau hết. Nếu yêu thích thì mình cứ nhanh tay chốt đơn thôi. Chị nữ nào mà đang có nhu cầu mua thì cứ liên hệ em ha. Form này là nam nữ chạy lên dáng cũng ok ha mọi người. Thì ở đây nó sẽ có một cái con trông lạ mắt hơn một xíu nè. Cũng là một con màu trắng. Thì về phần xe như thế nào thì em sẽ giải thích luôn. Thường thì trắng như thế này nó sẽ bỏ mẫu lâu rồi. Thì bên em lên lại sơn 3D. Về phần tem đồ là tem zin hết, chỉ có sơn là sơn 3D thôi. Còn nếu như mà quý khách hàng lo lắng về cái phần sơn thì mọi người yên tâm nha. Chế độ sơn bên em là 2 năm. Đó, bảo hành 2 năm cho mọi người luôn. Trong thời gian nếu mà mình chạy bơm chốc bên em sẽ hoàn toàn là cái mới cho mình hết. Đó, phần này mọi người yên tâm ha. Mua xe nhà em Thư là mọi người đừng có lo về vấn đề sơn nha mọi người.
Còn đây cá tính đỏ đen thì nếu như mà ai đang yêu thích mẫu này thì hãy nhanh tay nha, bên em vẫn còn hàng. Nhớ là đợt này bên em đang xả kho, muốn mua giá này hãy tranh thủ kết bạn qua số điện thoại của em Thư hoặc là gọi trực tiếp nha mọi người. Số điện thoại của em lúc nào cũng ở phía dưới màn hình cho mọi người á. Bên này có hỗ trợ nhận cọc việc gốc không em? Dạ có, chi ân khách hàng thì bên em hỗ trợ nhận cọc việc gốc thì chỉ cần 40% là mình có thể là nhận luôn cọc việc gốc rồi. Với những dòng xe này hiện tại thì mình chỉ cần trả trước 20 là lấy luôn cọc việc ha. Ok, rồi chuyển qua lên dòng SH cao đi. Rồi, với phiên bản SH cao thì hiện tại ở cửa hàng em từ phiên bản tiêu chuẩn nè, cao cấp nè, thể thao là có đủ màu cho mọi người lựa chọn luôn. Thì kế bên em đây là một bản thể thao màu zin 100% nguyên con ha. Với bản này là 150, phiên bản ABS màu đen nhám, giá cực ưu đãi trong tuần này luôn, 115 triệu bao gồm thuế. Không có đâu có đâu mọi người, chỉ có tại cửa hàng của anh Thư nếu như có liên hệ mới được giá này nha. Rồi bản này mọi người yêu thích thì liên hệ nhanh. Theo mà em đánh giá đợt Tết này hình như là nhà nào cũng sẽ gom tiền mua SH hết á. Tại vì cái thứ nhất á là nó sang nè, cái thứ hai là đời nó mạnh nữa. Với lại dòng xe này mình chạy rất là bền, mình sẽ được bảo hành trực tiếp 3 năm toàn quốc luôn, mình đi đâu mình cũng sẽ được bảo hành nha mọi người. Rồi đã qua đen bóng, đen nhám rồi sẽ qua xanh nhớt, hoặc là một cái màu gọi là đen á nha mọi người, nó hơi ánh xanh một xíu ha. Bản này là bản bóng. Thì về phần mặt nạ này bên em cũng sẽ có độ một số phụ kiện như là mặt nạ kiểu á, nhìn nó sang và khác biệt hơn ha. Còn về dòng báo luôn cho mọi người ha, thì SH125 bản C thì chỉ còn 80 triệu 500, còn đối với bản A thì 91 ha, còn 150 thì giá dao động là tầm 101 tới 115 bao gồm thuế đầy đủ. Còn riêng cái em xám xi măng này, nếu như tài chính thấp nhưng mà đang muốn sở hữu một cái màu riêng đặc biệt không có ai đụng hàng thì mọi người hãy nhanh tay sở hữu em này, tại vì được độ lên từ một con 125. Cái thứ hai á, là bên em độ cho nó một cái cản của SH350i, kèm theo đó là một cái phuộc quá xuất sắc kèm này luôn. Giá em này báo trọn gói cho mọi người ha, 81 triệu 900, bao gồm VAT đầy đủ. Chỉ riêng khi nào mình ở thành phố thì xã mình báo riêng phí biển số cho em là em được ha. Ok. Rồi báo Vario 125 báo nhanh cho anh đi. Rồi, Vario 125 thì với phiên bản này là 2022, hiện tại giá màu xin là sẽ là 44 triệu, màu 3D sẽ là 45 triệu ha. Và bản này nó cũng sẽ có hai phiên bản luôn, nó có khóa cơ và nó có khóa cao cấp, nó sẽ sử dụng remote. Còn về 2023 bên em vẫn còn hàng nha, tại vì bên em giá bao nhiêu em báo luôn đi. Em báo luôn là 47 triệu đối với là phiên bản tiêu chuẩn, 49 triệu đối với mã khóa Smart Key. Ok, báo cho mình cái này cái này. Thì bên đây nó sẽ có Winner V3 và Winner X ha. Winner V3 thì hiện tại giá nếu mà bản C chỉ còn 34 triệu 500 thôi, còn Winner X thì chỉ có 33 triệu bao gồm thuế đầy đủ. Mua góp thì chỉ cần trả trước 1 hoặc 2 triệu là mình sở hữu luôn nha mọi người. Chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là được ha. Okay. Dòng Mio đi. Cái bản Mio này dạo gần đây bán hot lắm luôn anh. Đợt trước em quay vàng là vàng màu zin không mà bán sạch rồi, giờ tới vàng 3D nè. Vàng 3D thì nó có xanh xanh bạc ha. Bản xanh bạc này là bên em bán cực cháy luôn, tại vì thiết kế theo kiểu tuổi teen đó mọi người, nên là tầm nào mình cũng có xe yêu thích thôi. Tại sao mà nhiều người lựa chọn không? Nhìn nó nhỏ nhưng nó có vỏ ở chỗ là nó 125cc. Dạ đúng rồi. Phân khối mạnh và đặc biệt nhập nữa, sẽ nhập nữa. Còn bên đây là màu xám xi măng. Nói chung là phong thủy anh chị em thích màu nào em cũng có hết á. Rồi trong đây thì em sẽ quay cho mọi người một số dòng xe như là hot kém cạnh luôn ha. Nhà Yamaha luôn. Nhà Yamaha thì hiện tại có 26 triệu thôi. 26 triệu trả trước nhiêu? Trả trước 1 triệu. Rồi Yan Nút đi không? Rồi, về phòng Yan Nút đó là cũng là của nhà Yamaha, được bảo hành chế độ 3 năm. Và đặc biệt hơn là Yan Nút màu rin, màu rin mà nó nhiều màu lắm mọi người. Nó nhiều giống như là màu 3D vậy đó, nhưng thực chất là rin nha. Cái này nè, cái này cũng là rin nè mọi người. Nhìn nó nổi bật lắm luôn á. Thì hiện tại là còn 31 tới 33 triệu với hai phiên bản thường và cao cấp ha. Trong đây nó có em về được hai con giới hạn nè, limited à? Hai bản giới hạn luôn, hai bản này là bán cực nhiều ở tại cửa hàng của em luôn. Nói chung á là vì học sinh sinh viên thì chạy dòng này là ok. Rồi phu chờ để giới thiệu cho mọi người luôn hai cái bản mà phải gọi là best seller nhất ở cửa hàng em. Đó là một em xanh ngọc nhũ ánh nè. Cái bản này là bản ánh nhũ, hồi đợt trước em quay là kèm theo là màu đen. Hôm bữa em quay cái màu này xong rồi một cái phuộc màu đỏ nữa. Cái này có mới lên đúng không? Mới nhớ bữa là phuộc vàng mà. Phuộc vàng. Sau qua anh khách ở ảnh từ Đồng Tháp nha. Ảnh đi 4 tiếng mọi người, ảnh đi 4 tiếng anh đi xe máy từ Đồng Tháp lên ủng hộ em luôn. Thật sự mà nói rất là cảm ơn tình cảm quý khách ở xa. Càng khách mà càng ở xa em càng hỗ trợ nhiều ưu đãi hơn. Càng em càng hỗ trợ thêm tiền xăng xe nhiều hơn cho quý khách. Nói chung là khách mà đã có tin tưởng mà đã liên hệ rồi á thì cỡ nào em cũng sẽ hỗ trợ nha. Rất là cảm ơn anh luôn. Thì sẵn video này anh có coi được em cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Rồi bên đây thì sẽ có cái bảng trắng.
trắng là phải gọi là best seller trong tuần này rồi vì bán quá là nhiều ha. Trắng bánh mâm và trắng bánh căm. Nếu thích bánh căm thì bên em có thể đổ theo kiểu quay thái cho mọi người ha. Phu chờ thì hiện tại là bánh căm chỉ có 30, còn bánh mâm sẽ là 33 triệu okay. Nha. Có nhanh dòng AB cho anh đi. AB bên anh có thấy cái màu đặc biệt vừa về hàng không? Thì hiện tại 160 bản này em để cho mọi người giá là 56 triệu 500. 56 triệu. Bao gồm thuế VAT. 150 đi. 150 với là 160 màu tiêu chuẩn chỉ có 53 triệu đúng thôi nha. Bằng giá luôn à? Bằng giá luôn. Xả kho giá nào cũng bán với anh chị ơi. 125 thì hiện tại 40 triệu bao gồm thuế đầy đủ nha. Ok. Vision thì nó nằm ngoài kia mất rồi. Vision hiện tại giá sao? Vision thì hiện tại là bản tiêu chuẩn chỉ có 30 triệu 500. Còn những bản khác thì nó sẽ trên nhau tầm 1 triệu rưỡi tới 2 triệu ha. Thì về phần này mình cứ liên hệ các bạn đi. Em sẽ báo giá cụ thể và gửi hình ảnh cho mọi người lựa chọn nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem clip á. Mọi người xem thì nhớ like cho chị á. Chào và hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều.